Nếu anh em đang muốn thử vận may nhận ngay nick VIP, ok, hãy đến với shop arcmisu.com, shop cho bán nick verify uy tín chất lượng. Đường link của shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình xin chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhá. Ok, và đến với video tiếp theo ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ trải nghiệm một số những cái sự kiện mới này, cực kỳ hay và cực kỳ thú vị ở bên server nước ngoài nhá. Và bên server nước ngoài ấy thì chúng ta có một cái lỗi nha, cực kỳ nghiêm trọng luôn anh em. Đó chính là chúng ta tham gia sự kiện ấy không bị trừ kim cương anh em. Ok, và bên đây thì chúng ta có một cái sự kiện mới, đó chính là săn sư kiếm súng kim sư điểu nha. Ok, và ở đây thì mình có 2 kim cương thôi. Và nếu mà muốn có kim cương để chúng ta trải nghiệm sự kiện ấy thì mình sẽ vào một shop nick tên là shopacmisu.com nha. Ok, ở đây thì mình sẽ mở hòm kim cương để chúng ta kiếm kim cương anh em. Đấy, nếu mà mình thừa kim cương ấy thì mình sẽ tặng cho anh em, những bạn nào mà chúng ta đã theo dõi mình ấy từ khá là lâu nha anh em. Đấy, ở đây, ở trong đây thì chúng ta cũng có khá là nhiều hòm kim cương nhá. Ok, mình sẽ chọn một cái hòm kim cương ở phía trang 4 nha anh em. Ok, có khá là nhiều hòm kim cương luôn anh em. Ở đây thì mình sẽ mở một cái hòm mà ok, để mình xem cái hòm nào nó đẹp đẹp nhá. Ok, mình sẽ mở hòm này nha anh em. Đấy, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần chi tiết nha. Và tiếp theo chúng ta nhấn vào phần mua ngay nha anh em. Ok, để xem chúng ta được bao nhiêu kim cương nha. Và lần đầu tiên thì chúng ta trúng được 600 kim cương anh em. Đấy, 50.000 trúng 600 kim cương. Ok, cũng khá là ngon nha. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ mở một hòm tiếp theo nha anh em. 600 kim cương thì có vẻ là vẫn hơi ít nha. Ok, mình sẽ mở thêm một cái hòm tiếp theo này. Ở dưới đây thì chúng ta cũng có khá là nhiều hòm kim cương nha. Mình sẽ mở một cái hòm phía dưới cùng anh em. Đấy, phía gần dưới nha. Ok, mình sẽ mở cái hòm này nha anh em. Để lần này xem chúng ta được bao nhiêu kim cương nha. Ok, vậy là vậy là lần này chúng ta trúng được 9.000 kim cương anh em. Đấy, khá là ngon nhở. 50.000 chúng ta trúng được 9.000 kim cương và thêm được 600 kim cương. Đấy, vậy là tổng cả chúng ta mở 100.000 đấy, chúng ta trúng được 9.600 kim cương. Đấy, rất là phê nha. Và sau khi mà chúng ta mở trúng ấy thì chúng ta sẽ vào cái phần rút quà mở dương nha. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào và chúng ta sẽ ra một cái giao diện để chúng ta rút kim cương anh em. Đấy, và tiếp theo thì mình sẽ rút 465 kim cương nha. Ở đây thì mình sẽ dán ngay đi game ở cái nick lúc này của mình vào đây. Và cái phần số điện thoại ấy anh em ghi cũng được mà không ghi cũng được nha. Ở đây thì mình ghi tùm lum ra đây thôi. Và ở bên server nước ngoài ấy, khi mà chúng ta nạp kim cương xong thì nó không hiện kim cương luôn đâu anh em, mà chúng ta phải thoát game ra, chúng ta vào lại nhá. Ở đây thì mình sẽ được chọn một trong 3 gói trang phục anh em. Ok, mình sẽ chọn gói dốc cơ của Nam nhá. Đấy, thì do mình nạp kim cương ấy nên là mình được chọn nhá. Ok, mình sẽ nhận luôn anh em. Đấy, mình sẽ mở luôn nhá. Trang bị luôn cho nó chất anh em. Và sau khi mà chúng ta nhận gói trang phục xong rồi ấy thì chúng ta sẽ vào chúng ta trải nghiệm sự kiện nhá. Ở đây thì mình sẽ trải nghiệm cái sự kiện chúng ta nhận tới 39.000 kim cương trước nhá. Ok, mình sẽ vào cái sự kiện này nhá. Đấy, ở đây cái giải jackpot ấy thì chúng ta trúng tới 39.000 kim cương nhá. Khá là phê luôn nhá. Ok, và đây là cái giao diện của sự kiện chúng ta quay trúng tới 39.000 kim cương anh em. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một lượt quay ấy, chúng ta sẽ mất 20 kim cương này. Và 10 lượt quay chúng ta sẽ mất 180 kim cương nha. Ở đây khi mà chúng ta mất thêm kim cương ấy thì chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn ấy, chúng ta trúng được cái giải jackpot nha. Ok, và giải jackpot hiện tại ấy thì chúng ta đang có 39.999 kim cương nha anh em. Ok, cũng khá là ngon nha. Và ở đây khi mà chúng ta quay trúng 3 hình kim cương ấy thì chúng ta sẽ trúng cái giải jackpot nha anh em. Và tiếp theo khi mà chúng ta trúng được 3 hình trang phục ấy, chúng ta sẽ trúng luôn gói trang phục nha anh em. Ở đây là gói trang phục vĩnh viễn nhá. Ok, và nói chung là chúng ta cứ trúng 3 hình gì ấy là chúng ta sẽ trúng luôn cái vật phẩm đó nha anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm luôn cái vòng quay này nhá. Ở đây là một số những cái danh sách mà người trúng thưởng anh em. Đấy,
Ở đây thì chúng ta sẽ quay một lượt mất 20 kim cương trước nhá. Chúng ta sẽ nhấn ok nha anh em. Để xem lần đầu chúng ta trúng được cái gì nhá. Là lần đầu chúng ta trúng được một cái bản đồ kho báu ấy. Lần tiếp theo thì chúng ta sẽ mở 30 kim cương nhá. Ok, vậy là lần này chúng ta trúng được một cái mảnh nhân vật của Kazolai ấy. Sao mà đen đen anh em nhỉ? Ok, lần này thì chúng ta sẽ quay 270 kim cương luôn nhá. À, quên nói với anh em là bên đây ấy, chúng ta có một cái lỗi nhá, không trừ kim cương thôi anh em. Nên là mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem nhá. Ok, vậy là chúng ta quay 10 lần thì chúng ta trúng được 3000 kim. À, ở đây là 3000 vàng nhá. Tiếp theo là một số những cái hộp súng này. Ok, và mình còn 147 kim cương ấy. Mình sẽ thoát ra ngoài cho anh em xem nhá. Và hiện tại thì mình đang còn 467 kim cương nhá. Không hề mất kim cương đâu anh em. Đấy, y hệt kim cương như lúc đầu luôn. Ok, và sau đây thì chúng ta sẽ vào và chúng ta trải nghiệm sự kiện kim sư điểu nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ mở từng cái hồng tâm một đấy anh em. Ok, lần đầu thì chúng ta sẽ mất 9 kim cương nhá. Và cứ mỗi lần tiếp theo ấy, chúng ta sẽ mất nhiều kim cương hơn nhá anh em. Lần tiếp theo thì chúng ta mất 39 kim cương nhá. Ok, chúng ta trúng được cái gói thủy tinh này. Lần tiếp theo thì chúng ta mất 79 kim cương anh em. Ok, trúng được một cái hộp cuốn Sipa ấy. Lần này thì chúng ta trúng được một cái hộp Pet Panda anh em. Ok, và số kim cương hiện tại của mình ấy, bây giờ nó mới trừ nhá. Khi nãy thì mình có tham gia cái sự kiện Jackpot anh em, không hề bị trừ kim cương luôn. Đấy, ở đây thì mình sẽ truy cập vào cho anh em xem nhá. Và sau khi mình truy cập lại vào sự kiện này ấy, thì ở đây thì mình hết kim cương luôn anh em. Ok, mình thấy là mình hết kim cương luôn nhá. Nhưng mà ra ngoài ấy thì mình vẫn còn 211 kim cương nhá. Ở đây là một cái lỗi bên server nước ngoài đấy anh em. Và sau đây thì chúng ta sẽ mở một hòm cuối cùng nhá. Vậy là chúng ta trúng được skin M4A1. Ở đây là skin gì đấy anh em, mình cũng quên mất tên rồi. Nhưng mà chúng ta trúng được một cái skin là cũng khá là ngon rồi nhá. Ở đây thì mình sẽ vào cái phần bộ sưu tập cho anh em xem nhá. Wow, rất là ngon đấy anh em. Ở đây là skin M4A1 tử sư điểu nhá. Chúng ta sẽ được tăng 2 băng đạn và một sát thương anh em. Wow, mình thấy cũng khá là ngon nhá. 465 kim cương, chúng ta trúng được rất nhiều thứ ở bên đây luôn. Đấy, ở đây là một cái lỗi ấy, chúng ta không trừ kim cương ở bên đây nhá. Ok, nói chung là cũng khá là ngon thôi anh em. Đấy, ở đây là khi mà chúng ta truy cập vào lại cái sự kiện này ấy, thì chúng ta thấy còn không kim cương. Nhưng mà ra bên ngoài ấy, chúng ta vẫn còn kim cương nhá. Ok, và chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc ấy thôi. Anh em xem thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Và bye bye anh em, hẹn lại anh em ở những video tiếp theo này, hay hơn và bổ ích hơn nhá. Bye bye.